Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước vào một giai đoạn mới khi Kyiv phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Kursk, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến. Nhiều chuyên gia quân sự đánh giá trận chiến này làm thay đổi cục diện chiến trường và có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến lược của cả hai bên trong thời gian tới. Đại tá Douglas MacGregor, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, trong một cuộc phỏng vấn với nhà phân tích Cyrus Jackson, gần đây đã đưa ra một vài đánh giá, cho biết sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk, cơ hội giải quyết hòa bình thông qua đàm phán đã giảm đi đáng kể. Theo ông MacGregor, hành động của lực lượng vũ trang Ukraine đã khiến Kyiv gặp nguy hiểm và có thể giáng một đòn chí mạng vào chế độ của Tổng thống Zelensky. Cựu quan chức Mỹ cho rằng điều này có thể dẫn đến một cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine và cuối cùng là xóa bỏ chế độ Kyiv. Ông MacGregor cho biết Washington đang lo ngại theo dõi sát sao những động thái tiếp theo sau khi ông Putin có phản ứng về vụ tấn công Kursk. Phát biểu tại một cuộc họp tác chiến trực tuyến về tình hình ở các vùng biên giới hôm 12 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay cuộc tấn công của Ukraine vào biên giới Nga sẽ bị đáp trả xứng đáng và nhiệm vụ chính của quân đội Nga là đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga. Tổng thống Putin khẳng định đối phương chắc chắn sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng và tất cả các mục tiêu mà chúng ta phải thực hiện chắc chắn sẽ đạt được. Ông Putin cho biết rõ rằng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục cố gắng đe dọa tình hình ở khu vực biên giới để làm mất ổn định tình hình chính trị nội bộ ở Nga. Tổng thống kêu gọi cơ quan an ninh liên bang Nga cùng với lực lượng vệ binh quốc gia đảm bảo tình trạng hoạt động chống khủng bố và cuộc chiến hiệu quả chống lại các nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine ở các vùng biên giới. Truyền thông nhà nước Nga cũng trích dẫn tuyên bố của ông Alexei Smirnov, quyền thống đốc tỉnh Kursk, cho rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng đạn pháo chứa vũ khí hóa học. Trong khi đó, phía Ukraine chỉ trích Nga đang tìm cách cáo buộc Kyiv phạm tội ác chiến tranh. Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine cho hay Nga đang cố gắng cáo buộc quân đội Ukraine phạm tội ác chiến tranh khi Ukraine tiếp tục tấn công trên bộ vào khu vực tỉnh Kursk của Nga. Mặt khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lần đầu lên tiếng về mục tiêu của chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga được phát động từ ngày 6 tháng 8. Trước đó, ông cho hay mục đích của chiến dịch là bảo vệ các cộng đồng ở khu vực Sumy giáp biên giới khỏi các cuộc pháo kích liên tục của Nga. Trong phát biểu qua video tối ngày 18 tháng 8, Tổng thống Zelensky tuyên bố nhiệm vụ chính của chúng ta hiện nay trong các hoạt động phòng thủ nói chung là dập tắt càng nhiều khả năng tiến công của Nga càng tốt và tiến hành các hành động phản công tối đa. Điều này bao gồm tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ của đối phương trong chiến dịch ở khu vực Kursk. Ông Zelensky cũng yêu cầu phương Tây tăng tốc cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Cũng trong một diễn biến nóng tại vùng Kursk của Nga, việc cố gắng tấn công vào khu vực này đã thúc đẩy quân đội Ukraine rút quân và vũ khí khỏi tuyến đầu vốn đã suy yếu với hy vọng giành lại thế trận. Trang The Guardian Anh suy đoán rằng nỗ lực của Ukraine nhằm kiểm soát lãnh thổ ở khu vực Kursk có thể giúp lực lượng vũ trang Nga tìm ra điểm trọng yếu trong hệ thống phòng thủ của Kyiv ở các khu vực khác của mặt trận. Ông Jack Watling, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Rusi, cho biết trước cuộc tấn công vào khu vực Kursk, Kyiv đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt binh sĩ để luân chuyển và giữ vững phòng tuyến ở mặt trận. Nhà phân tích này nhấn mạnh quân đội Ukraine có khả năng vô cùng hạn chế để đạt bước tiến ở Kursk trước khi tình hình ở khu vực này quá căng thẳng. Theo ông Watling, nỗ lực phản công thảm khốc của Ukraine vào mùa hè năm ngoái đã gây tổn thất lớn cho Ukraine cả về nhân sự và vũ khí do NATO cung cấp. Năm nay, mặc dù có thêm nhiều gói viện trợ từ các nước ủng hộ phương Tây, Kyiv vẫn tiếp tục hứng chịu những thất bại trong chiến đấu và tổn thất nhân lực nghiêm trọng trước những thành quả ổn định mà lực lượng vũ trang Nga đạt được. Nhà phân tích quân sự của Russia cho hay, cường độ giao tranh sẽ sớm giảm xuống khi lực lượng Nga đào các tuyến phòng thủ, sau đó đưa pháo, các tổ hợp tác chiến điện tử và điều quân mới đến khu vực Kursk bởi Moscow có đủ nhân lực và trang thiết bị, trái ngược với Kyiv. Ông suy đoán rằng bất kỳ tác động nào do những hoạt động mà Ukraine đang tiến hành ở Kursk đều chỉ là tạm thời và có thể trở nên cực kỳ tồi tệ đối với nước này. Ông Watling nhận định, việc kéo dài nguồn lực của Ukraine sẽ tăng cơ hội cho Nga tìm ra các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và tiến lên những khu vực khác trên mặt trận. Trước đó, một quan chức Mỹ giấu tên cũng cảnh báo chiến dịch tấn công Kursk ấn tượng về mặt quân sự, nhưng Ukraine đã đưa ra những binh sĩ nhiều kinh nghiệm từ Kursk và Kyiv sẽ tổn thất lớn nếu mất những binh sĩ này. Và việc đưa họ khỏi tiền tuyến miền Đông sẽ cho phép Nga tận dụng thời cơ và đột phá tại đây.
Mặt khác, trong lúc Ukraine kiên quyết tiến thêm ở Kursk, phá hủy một cây cầu quan trọng đối với hậu cần quân đội Nga, thì cùng lúc lực lượng Nga tiếp tục sập tới, tiến lên ở miền đông Ukraine. Cây cầu Nga mới bị phá hủy là cây cầu bắc qua sông Seim. Phía Kiev cho biết họ đã phá cầu bằng đòn không kích chính xác. Trên mạng xã hội, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykolai Olenchuk đăng tải đoạn video ghi cảnh những cột khói trùm lên cây cầu ở Kursk, kèm với chú thích: lực lượng không quân tiếp tục vô hiệu hóa năng lực hậu cần của đối phương bằng những đòn không kích chính xác. Trong khi đó, ở miền đông Ukraine, quân đội Nga đã tiến sát hơn tới thị trấn Borovsk ở tỉnh Donetsk. Thị trấn này là một trung tâm quan trọng của quân đội Ukraine. Từ đây, người ta có thể dễ dàng tiếp cận thị trấn Konstantinivka, một trung tâm quân sự khác. Ukraine sử dụng con đường nối hai thị trấn này để tiếp tế cho mặt trận và sơ tán dân thường. Sergei Dobryak, người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự của thị trấn Bobrovsk, hôm 18 tháng 8 cho biết người Nga đang rất gần, chỉ cách ngoại vi thị trấn có 11 km. Ông Dobryak thông tin rằng mỗi thị trấn, thành phố ở Donetsk đều có một đơn vị chiến đấu riêng và các đơn vị hành chính này đều có phương án phòng thủ. Chúng tôi đang làm việc với bên quân đội để xây dựng cổng sự. Quá trình này đang tiếp diễn. Theo ông Dobryak, quân Nga càng tiến đến gần, Bobrovsk càng sơ tán nhanh dân thường. Gần 1.800 người đã được di tản khỏi nơi đây trong riêng tuần qua. Gần đây, mỗi tháng thị trấn này có tầm 450-500 cư dân được sơ tán. Ông Dobryak cho biết thị trấn Bobrovsk bị tấn công bằng tên lửa, pháo phản lực và bom trọng thường có dẫn đường. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Verechuk hôm 18 tháng 8 cũng hối thúc cư dân Bobrovsk và những khu định cư khác sát tiền tuyến hãy sơ tán đến những nơi an toàn. Giao tranh đang diễn ra ác liệt xoay quanh những ngôi làng Bibnichne và Zaline ở tỉnh Donetsk, cách Bobrovsk khoảng 64 km về phía đông. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tại những ngôi làng này, quân Nga tấn công ồ ạt vào sáng ngày 18 tháng 8. Cụ thể, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga được yểm trợ bằng 12 xe thiết giáp đã nỗ lực đột phá vào các vị trí của quân đội Ukraine và tiến về phía Torez. Torez là một thị trấn chiến lược khác có thể mở đường cho quân Nga về Konstantinivka, Kramatorsk và Sloviansk. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 18 tháng 8 cho biết trong tuần qua, Nga đã sử dụng hơn 40 loại tên lửa, 750 quả bom dẫn đường và 200 UAV tấn công các loại để đánh vào đô thị và nông thôn Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, các đơn vị Ukraine đang phải nỗ lực hết sức để giữ vững các vị trí phòng thủ trước hàng chục vụ tấn công của đối phương ở Donetsk. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Zelensky cũng kêu gọi đồng minh của Ukraine đẩy nhanh tốc độ viện trợ vũ khí cho Ukraine vì trong chiến tranh không có kỳ nghỉ nào cả. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi, quý vị đừng quên để lại phía dưới phần bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên ấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.